hai người chơi á, ông bắt tôi lại hả? Rồi. Tình tôi gông cổ nó thường á. Ê, ông Vinh kia, mày biết ông mày làm gì vợ tao không? Ông tôi làm gì? Em, nói cho tụi nó biết đi. À thì hôm qua em với ông ấy mới gặp nhau, rồi nhảy với nhau, bản tăng hô, xong đó sáng nay uống cà phê nói chuyện thôi. Cái gì? Vợ người ta mà ông rủ đi ăn hả? Nhảy bắn nhạc tango hả? Tăng 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 hả? Ông có biết là cái giá vợ tôi dẫn đi ăn là bao nhiêu không? Chú ơi, vợ chú có treo cái bảng giá trước ngực đâu mà ông cháu biết. Bình tĩnh. Ê, ông có biết cái giá nạt nhọc bạn gái tôi là bao nhiêu không? Giờ muốn sao? Ê, con hai đứa, ba đứa, ông lại tôi con. Bây giờ con cho tôi nói chuyện cháu tôi cái. Con ơi, bây giờ là mình lỗi trăm bề rồi con. Nói chung là gì nè, là ông Út có con mắt mà nhìn người làm, cho nên là giờ ông Út lọt vô bẫy rồi. Có nhiều tiền cho người ta đi con, cho nó xong đi. Chứ không? Bây giờ ông Út ế tới chừng này rồi, bây giờ con đun cái chuyện này lên thế gian rần rần rồi, ông Út ế tới già luôn đó. Không được, ông Út cứ yên tâm, có tụi con ở đây hả? Mấy cái bọn lừa đảo này họ phải gông lên phường cho họ công an nắm đầu lại, để đi lang thang ở ngoài họ chỉ biết lừa đảo người ta thôi. Thôi mà mình ngốc, tụi con mới tới con không biết gì đâu. Bây giờ đưa lên đó là ông thua đó, ông bị ta chụp hình từ lứa cho rồi. Bây giờ đưa lên cho đó là ông là bị bắt chắc luôn đó. Chụp cái gì? Chụp hình. Đưa luôn phường. Bình tĩnh. Chị chụp hình hả? Ông muốn làm cái gì mà để bị chụp hình vậy? Minh Anh. Gì? 200. Nè đây. Từ từ. Nè, 200 ngàn nè. Cái gì? 200 triệu tao còn chưa bớt, mày đưa tao 200 ngàn hả? Cái gì vậy? Không nói nhiều nữa. Bây giờ em với anh lên công an. Em đưa hết hình ảnh để công an nó tóm cổ ông luôn. Đi. Chị ơi, bình tĩnh. Sao? Nói luôn đi. Có gì mình thương lượng được không? Không, đi. 200 triệu. Không thương lượng thì lên phở. Gì mà vui quá vậy? Hả? Mấy người này lừa đảo giờ còn giả điên nữa nè. Đúng rồi. Lừa vậy hai vợ chồng này điên thiệt. Hả? Đúng rồi, điên thiệt. Ổng bả làm diễn viên. Trời, ngày nào ổng ra đây tập kịch hết trơn á. Quê cái khu phố này không ai mà không biết hết trơn á. Ủa mấy người không biết hả? Không. Đúng rồi, thả người ta ra đi. Bắt rồi có chuyện đó nha. Đâu. Tăng tăng tăng. Gì vậy trời? Tăng tăng. Nàng thơ trong mơ của Út đã từng là nàng tiên, bây giờ bị biểu điên hả trời? Đền cái bóp rồi. Bóp gì? Bóp tiền của anh chứ gì? Nãy giờ có cầm đâu? Tìm kỹ lại chưa? Tìm kỹ rồi. Ủa, mất cái bóp rồi. Đây. Ông Lệ, ba người đó là đồng bọn đó. Chứ vậy nếu mình chạy theo người ta là mình lọt vô bẫy người ta đó. Thôi bỏ đi con. Minh Anh ơi, ông Út có mắt mà không có chồng, cho nên là ông Út nhìn người sai. Ông Út có công giúp con lên giám đốc rồi, con giải quyết hậu quả cái bóp rồi nghe. Ông Út xin mà xin lỗi con. Trời ơi, tài sản của tôi. Ông Út à. Từ đây về sao không đi lừa vợ người ta nữa nghe chưa? Ông đi hồi nào? Ông đi gài chứ bộ. Thôi, coi như là của đi thay người nhé.